Chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay lại tiếp tục em đang đóng đơn hàng van hút sâu và cây lọc nước gửi đi cho các bác. Thì đây là cái cây lọc nước 250 và 200 em đã đưa về và chuẩn bị ra ống để lắp ráp thêm cây gửi đi cho các bác. Thì các bác thông cảm là thời gian này ở khu vực ngoài Bắc mưa nhiều quá, cho nên là cái đơn hàng là các bác cũng ưu ái đặt, cho nên là chậm một hai hôm, thì rất chi là mong các bác thông cảm. Thì ở đây là các cái đơn hàng như van hút sâu, van bụi khí và ống lọc nước thì em làm để gửi đi cho các bác đây. Thì ở kia là cây lọc nước đôi 250 em làm với chế độ lọc ngược các bác ạ. Và kia là cây lọc nước đơn, đấy em làm chế độ lọc xuôi. Và ở đây là một số cút thì hôm nay em gửi đi cho các bác, thì em sẽ báo cái giá luôn cho các bác nhé. Thì ở đây là một số van hút sâu các bác ạ. Van hút sâu em đang làm để gửi đi cho khách. Và van mụn khí chống trào. Thì như cái nắp 160 này nha, một nắp 160 này đấy, em làm em sẽ gửi đi cho các bác là với cái giá là 32.000 một nắp. Và nắp bịt 200 này, đây là nắp bịt 200 các bác. Nắp bịt 200 này thì em sẽ gửi đi cho các bác với cái giá là 39.000. Còn cái nắp 250 kia sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy. Và cái T27, đây là T27 đây các bác, em sẽ lấy cái T27 cho các bác xem. Thì đây là đang lấy đồ ra để chuẩn bị đóng hàng để gửi cho các bác. Thì các bác thấy T27 này, đấy, T này cực kỳ là tốt nha, dày. Đấy các bác nhìn thấy cái T này. Đấy. T27 này thì gửi đi cho các bác là rơi vào cái giá 3.000 một cái các bác, 2.900 một cái. Đấy. T này gửi cho các bác với giá 2.900 một cái nha. Thu 4827, thu 4827 thì em sẽ cùng gửi đi cho bác với là cái giá cũng chỉ 2.700. Thu 4827 thì em gửi đi cho các bác với cái giá là 2.800 một cái được các bác nha. Đây là cái thu đây. Thu này em soạn ra cho khách này các bác đây. Lịch thu này soạn đi cho khách được các bác, thì em sẽ bóc thử một cái ra cho các bác xem nha. Thì này em sẽ đóng túi và gửi đi cho các bác. Thì cái đồ này là đồ hoa sen các bác ạ. Đây. Cái cút này cũng dùng rất chi là tốt. Đây các bác thấy cái cuộn thu kỳ chỉ là dày và tốt này, cái cuộn thu này. Đấy, cuộn thu của hoa sen các bác nhá. Thì cuộn thu này em gửi đi cho các bác với cái giá là 2.800 một cái. Đấy. Còn thu 4834 thì gửi đi cho các bác 2.900 cái, thì các bác cứ cần cần đây. Các bác kê hàng báo cho em thì em sẽ lên đơn và gửi hàng đi cho các bác. Thì ở đây là các cái đồ mà em làm sẵn. Đây các bác thấy cái này, cái lọc nước là em làm sẵn này. Một số bác là mượn em làm sẵn luôn như thế này các bác. Mượn làm sẵn gửi đi. Và ở kia là cái ống kiều. Ông kêu hộp có chuối quét luôn nha. Ông kêu hộp có chuối quét này thì em gửi đi cho các bác với cái giá là 38.000 một ống. Đấy, còn cái kêu kỳ thì cái giá chỉ vào 6.000 thôi. Đấy. Thì ở đây có rất nhiều đồ em không thể báo giá hết được. Nhưng mà ví dụ như cái đồ cút này em sẽ gửi cho các bác bằng cái giá bán buôn này. Cho nên là các bác khi mà các bác lấy cái hàng gì các bác liên hệ với em. Đây là cái khóa 27 hoa xiên các bác. Thì như cũng video trước em đã nói đó, cái khóa 27 hoa sen này thì em chỉ gửi đi cho các bác với cái giá là 16.000 một cái khóa thôi. Đấy, khóa xịn tốt nhá. Nếu mà các bác ngu ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, cái giá khóa này nó cũng từ 25 đến 30.000 một cái đó. Bởi vì em đi làm miền núi nhiều em biết rồi. Khóa này dùng đảm bảo lắm. Đây là khóa hoa sen các bác, khóa này 16.000 một cái nha. Và đây là cái khóa ngựa các bác này. Này đây cái khóa ngựa này thì có 34 thì em sẽ tính cho các bác là 19.000 một cái. Đây là các cái riêng,
các cái riêng thì ví dụ các bác làm em sẽ báo ra cụ thể luôn các bác. Đây là cái đồ đang làm tiếp chế để gửi đi cho các bác, ngoài một số đồ này là tí nữa vợ em và thợ sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác. Và đây là cái máy hàn đây các bác. Đây là cái máy hàn Delhi các bác. Máy hàn này máy hàn nhựa nha. Nếu các bác lấy thì em sẽ gửi đi cho các bác với cái giá máy hàn này là 1 triệu 2 một cái. Đấy, máy hàn này máy hàn nhựa các bác ạ. Thì cái máy hàn này em sẽ có một cái video tiết riêng về cái máy hàn này cho các bác xem. Đây là cái que hàn nhựa 3 que đấy các bác. Đây, cái này là que hàn nhựa dành cho máy hàn đấy. Ví dụ các cái nhựa này mà nứt ra thì mình sẽ lấy cái máy hàn này mình gò mình hàn lại. Đây. Thì cái máy hàn này nó có một cái đầu hàn củi nhựa này và một cái đầu hàn bạc đấy các bác. Đây nó có một cái đầu hàn bạc đây. Ở đây là cái đầu hàn bạc các bác nha. Em sẽ lấy hàn này cho các bác xem. Đây là cái que lăn để mình lăn mình đẩy cho cái bạc nó thẳng lên để mình hàn các bác ạ. Và đây là cái đầu để mình hàn bạc. Khi mà mình hàn bạc là mình nhận nó gì mình kéo mình thổi là bạc nó sàn các bác. Máy này nó hòa nhiệt độ cực kỳ là cao. Thì ở đây cái máy hàn đây là nó có cái nút điều chỉnh nhiệt độ này các bác. Đấy nó điều chỉnh nấc nóng thấp nhẹ và ở đây nó có một cái công tắc. Và đầu này là nó thổi nhiệt lên để mình làm chảy cái nhựa ra để hàn vào với nhau các bác. Video tiếp theo là sau này em hàn cái ống nhựa em sẽ tiết cho bác xem cái máy hàn này. Thì cái máy hàn này là em cũng mới lấy về nhập về. Cái máy hàn này em cũng hàn thử rồi cực kỳ chi là tốt các bạn. Đây cái máy hàn này tí nữa em sẽ đóng gửi đi chỗ khách luôn. Thì đây là cái ống lọc nước đôi. Thì cái ống này là em chế cái chế độ sọc ngược theo yêu cầu của khách các bác ạ. Đây. Thì review cho các bác đây là cái nguồn nước vào nha. Thì mình chua cái nguồn nước vào đây và cái nguồn nước ra mình sẽ chua ra đây các bác. Và cái chế độ này sẽ là chế độ sọc ngược, khi nước theo vào đây nó sẽ sọc lên trên, nó sẽ đi xuống dưới đây và sọc lên trên đây các bác. Đấy lên trên đây. Sau nó đi vòng sang bên đây. Đấy đi vòng sang đây và đi sang đây. Đấy các bác thấy nó đi sang và đi xuống là nó tiếp tục nó ra đằng kia. Còn đây là cái cây lọc đơn thì cái chế độ lọc đơn này là em lọc từ trên xuống. Và đây là các bác thấy những cái đây. Cái ống nhựa được em nhập từ công ty về để lắp. Thì các bác thấy cái chất lượng ống nhựa em quay cho các bác xem. Nhiều bác cứ hỏi cái ống này có dày không thì đây em quay cho các bác xem cái ống nhựa chất lượng cực kỳ chi là dày nha. Ống này thì các bác về dùng không thể hư được. Nếu mà trường hợp mà sau này nó cứ hư thì nó chỉ khô ạ. Hư cái khóa 27 thì mình chỉ mua cái khóa và thay vào là nó rất chi là ok thôi. Đây là cái nắp nhựa đây các bác, cái nắp bịch 250 về em đang vào một lớp keo dày. Thì nhiều bác cứ hỏi là cái nắp này thì làm sao mà cho nó khỏe hở. Thì cái chế độ thứ nhất là mình sẽ dùng bằng gioăng bằng gông. Nhưng mà cái gioăng đấy là em đang tìm đơn vị đặt cái gioăng 250 thì chưa được. Cái gioăng này nói thật với các bác là tìm đặt nó cũng khó. Cho nên đây các bác thấy em vô keo đây. Lâm kiều này em sẽ vô 5-6 lần nhé, em vô cho nó dày lên. Nhưng mà em sẽ vô cái góc đây, khi mà các bác đóng xuống, các bác đóng đều hết cái nắp này cho em. Đấy, các bác đóng đều cho em thì cái lớp kiều này nó sẽ giống như một cái lớp giòn cao su các bác. Nó sẽ chống được chảy nước, nhưng mà cái này mình phải đóng thật đều nhé. Và cái nắp này này, mình chọn cái nắp đóng là nó phải cân. Tức là khi mà mình xô với lại cái ống là nó phải cân tròn, nó không được méo các bác. Đấy. Thì cái nắp này là của bên Ngọc Linh sản xuất. Chứ còn các cái nắp như công ty Tiền Phong kia thì nó rất chi là đắt các bác. Đây, cái nắp của bên Tiền Phong này các bác. Em lấy cho các bác xem đây. Cái nắp này nó cực kỳ chi là đắt. Cái nắp này em đã nhập vào 155.000 một cái rồi các bác ạ. Đây, cái nắp này nhập vào cực cao luôn. Cho nên là khi mình làm thì cái giá thành nó sẽ đội ống lên rất nhiều. Nên là cái nắp này em chỉ nhập cái nắp này và em để cho các bác cái giá 50k một cái nắp này. Ví dụ các bác mà mua về chế ống lọc hoặc cái chế cái vật gì đấy thì các bác cứ điện em sẽ gửi hàng cho các bác. Còn đây là cái ống phi. Thì sắp tới em sẽ chế một bộ lọc nước tự động từ cái ống phi nhựa này các bác. Này, phi nhựa đây em mới chuyển về và chuẩn bị em sắp tới em sẽ làm một cái video chế cái phi nhựa đấy. Thank you.
cái ống này thì em sẽ để cho các bác, ví dụ như các bác điện các bác lấy cái số lượng các cái đồ lung tung cộng lại thì cái keo này em gửi đi cho các bác với cái giá 38.000 một ống nha. Đây, ống keo này nó có chủ quét luôn các bác nha. Và đây là cái van các bác ấy, cái van ngựa bốn đinh này. Cái van này thì của Japan các bác. Van này dùng thì ok, thì cái van này ví dụ các bác lấy thì em chỉ gửi đi cho các bác cái giá là 19.000 một cái van này thôi nha. Đấy, còn kia là keo, keo thì nó chỉ 6.000, hơn 6.000 một ống keo đây thưa các bác. Thì qua đây thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến kênh Trường Dâu, đăng ký và đặt hàng nơi kênh của em nhé. Thì các cái đơn hàng của các bác em sẽ cố gắng làm với cái thời gian nhanh nhất để gửi đi cho các bác và sớm nhất có thể. Thì có những đơn hàng thì cũng về hơi chậm thì mong các bác rất chi là thông cảm cho em. Ngoài bác này đợt này là nó mưa bão rất chi là nhiều các bác ạ, cho nên là mong các bác hết sức thông cảm đối với em. Thì rất chi là cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và yêu ái, đã đặt hàng nơi em rất chi là nhiều. Và em sẽ cố gắng là làm sao càng ngày để kiếm được những cái mối hàng để gửi đến các bác, những cái thiết bị đồ điện gia dụng trong gia đình, những cái cút khóa điện nước, những đồ điện nước mà với cái giá thành nó rẻ nhất, hợp lý nhất để các bác về có thể là chế những cái lọc nước cho gia đình, hoặc là lắp công trình như nhà tắm, nhà vệ sinh, hoặc là làm nhà khi cần đến các cái cút khóa gì để các bác cứ liên hệ với em sẽ để lại cho các bác cái giá mềm nhất như cái giá đổ bùn. Thì như em đã đi làm ở các cái vùng cao miền núi nhiều thì em biết là bà con, nói thật với các bác là khi mà để đi mua được những cái cút cái khóa đấy thì cái giá phí thành nó rất chi là cao, mà mình làm ra cái đồng tiền nó cũng cực kỳ chi là khó khăn. Thì qua cái kênh này em cũng muốn để lại cho các bác những cái giá ví dụ như là thật sự hết sức hiệu nghị. Đấy, thì mong rằng các bác xem video này hãy đăng ký kênh, ủng hộ và chia sẻ like để cái video của em có thể đến tới mọi người ở vùng sâu vùng xa hơn, để các bác có thể mua được những cái đơn hàng cút khóa cái bằng cái giá rẻ nhất như cái giá đổ bùn. Đấy, thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé, và chúc các bác một ngày mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bác.